Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDI, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Property, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với một dự án ta làm vào ngày 12 tháng 12 năm 2021, dự án nhận 9 đô token lot. Thời điểm này thì dự án đã phân phối về cho anh em và trung bình anh em sẽ về được rơi tầm khoảng từ 3 đô đến 4 đô anh em nhé. Mình tự đã kiểm tra ở trên khoảng cỡ hơn chục lệnh giao dịch thì phần lớn là về khoảng trên 300. Đấy, hoặc là 300 token, cũng có thiểu số về khoảng 280, 260. Thì anh em nào đó về chúng ta có thể đem lên sàn PancakeSwap chúng ta bán. Admin thì đăng tin hơi muộn một chút vì thời điểm này giá thì nó đã sập hơi sâu một tí rồi. Thật ra thì nó cũng không có sập quá nhiều đúng không ạ? Nó rơi sập khoảng 10% thôi. 10% đến 20% thôi. Đấy, thì anh em nào bây giờ chúng ta chưa bán, chúng ta bán, các anh em nào đã bán rồi thì cũng xin chúc mừng tất cả anh em. Đấy, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái đầu này. Dự án này anh em đừng tìm video vì nó không có ở trên kênh YouTube, mà hôm đó mình chỉ có đăng ở trên kênh YouTube thôi, chắc là kênh channel Telegram thôi vì chắc là hôm đấy mình bận quá. Đấy, mong em thông cảm. Đó. Thì anh em nào đã theo kèo thì anh em check ví xem có về không nhá. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em pro này. Một nữa xin chúc mừng tất cả anh em.